hơn 2.000 năm trước, con đường treo leo bên vách đá này là cửa ngõ quan trọng để đến được nước Thục, tỉnh Tứ Xuyên ngày nay. Trong bài thơ Thục Đạo Nàn, Lý Bạch đã than thở rằng đường đến Thục khó hơn cả leo lên trời. Tuy nhiên, ngày nay, du khách đến Tứ Xuyên sẽ không còn phải trải qua những thử thách cam go như vậy. Thay vào đó, họ sẽ được di chuyển trên hệ thống giao thông hiện đại, tiện nghi, được mệnh danh là siêu tuyến Thục. Ngay gần đó, đường sắt cao tốc Tây An, Thành Đô với tốc độ lên tới 250 km/h chạy qua dãy núi Tần Lĩnh, nối liền Tây An và Thành Đô từ Bắc xuống Nam. Xa hơn về phía Nam, đường cao tốc Bắc Kinh Côn Minh với siêu cầu cao 100m chạy lên cao nguyên Vân Nam Quý Châu, nối Thành Đô với Côn Minh. Đi về phía Tây, hai con đường cao tốc từ Tứ Xuyên đến Tây Tạng uốn lượn vượt qua dãy núi Hoành Đoạn để cao nguyên Thành Hải Tây Tạng giờ đây không còn xa xôi, mở rộng các tuyến đường kết nối Tứ Xuyên tới mọi hướng, cùng nhau hình thành siêu đường cao tốc Thục ngày nay. Vậy, làm thế nào mà người Trung Quốc có thể vượt qua những rào cản của tự nhiên để xây dựng những tuyến siêu đường cao tốc này? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần nhìn vào một ngọn núi khổng lồ, chia cắt hai phần phía Nam và phía Bắc của Trung Quốc. Dãy núi Tần Lĩnh được ví như con rồng khổng lồ nằm vắt ngang vùng đất rộng lớn của Trung Quốc. Đó là những dãy núi trải dài chồng lên nhau. Khoảng cách ở nơi hẹp nhất từ phía Bắc đến phía Nam cũng lên đến gần 100 km. Cùng với những dạng núi cao chót vót, dãy núi Tần Lĩnh đã trở thành một rào cản không thể vượt qua giữa lưu vực Tứ Xuyên và đồng bằng Quảng Châu. Còn đây là tuyến đường sắt Bảo Thành, nối Bảo Kê và Thành Đô. Đây cũng là tuyến đường sắt đầu tiên vượt qua dãy núi Tần Lĩnh. Tuy nhiên, để vượt qua ngọn núi này hồi đó, đoàn tàu phải đi thẳng quãng đường 25 km và leo lên hơn 800 m. Một tuyến đường như vậy sẽ vượt qua giới hạn vận hành an toàn của tàu. Để giảm độ dốc, người ta làm đường sắt vòng qua lại thành từng lớp, từng đường đoạn đường thẳng kéo dài trên 40 km, giúp giảm đáng kể độ khó khi tàu leo lên. Đó là lý do tuyến đường sắt ngoằn nghèo này được xây dựng. Tuy nhiên, những khúc cua thường xuyên có thể làm tàu chạy chậm lại đáng kể. Thậm chí ngày nay, tốc độ trung bình của chuyến tàu chậm nổi tiếng này cũng chỉ khoảng 30 km/h. Để cải thiện tốc độ của tàu, giải pháp duy nhất là đâm xuyên qua những ngọn núi. Khi công nghệ tiến bộ, con người không cần phải vượt qua những ngọn núi khổng lồ này nữa. Thay vào đó, chúng ta có thể xây một đường hầm cực dài xuyên qua toàn bộ dãy núi Tần Lĩnh. Vì vậy, bạn sẽ thấy tuyến đường sắt chạy qua dãy núi Tần Lĩnh gần như hoàn toàn theo một đường thẳng. Nó cho phép tàu cao tốc có tốc độ lên tới 250 km/h đi qua một cách dễ dàng. Đây là đường sắt cao tốc Tây An Thành Đô, nhưng thứ giúp nó vượt qua dãy núi Tần Lĩnh không chỉ là một đường hầm hay một đường hầm siêu dài, mà đó là một siêu tổ hợp đường hầm bao gồm nhiều đường hầm siêu dài. Trong số đó có 6 đường hầm siêu dài, dài hơn 10 km và tổng cộng có 20 đường hầm, tạo nên tổ hợp đường hầm Tần Lĩnh dài 126 km. Điều này có nghĩa là 94% chiều dài tuyến đường sắt Tần Lĩnh nằm trong các đường hầm. Nhờ tổ hợp đường hầm này, thời gian di chuyển từ Tây An đến Thành Đô đã được rút ngắn từ 11 giờ xuống còn 3 giờ. Từ bây giờ, người Trung Quốc họ có thể ăn bánh bao thịt buổi sáng ở Tây An và ăn lẩu Tứ Xuyên vào buổi trưa. Đó là cách họ đã sử dụng siêu đường hầm để vượt qua dãy núi khổng lồ, mở ra các con đường phía Bắc ở Tứ Xuyên. Tứ Xuyên lần đầu tiên được kết nối với mạng lưới đường sắt cao tốc quốc gia. Ở phía Nam, họ cũng muốn xây dựng một tuyến đường để kết nối Tứ Xuyên với cao nguyên Vân Nam, Quý Châu. So với lưu vực Trung Tứ Xuyên, độ cao trung bình của cao nguyên Vân Nam Quý Châu cao hơn nhiều. Chênh lệch độ cao có thể lên tới 2.000 mét. Để đến được cao nguyên này, dù đi bằng con đường nào, người ta cũng phải leo lên bằng cách này hay cách khác. Như tuyến đường sắt Thành Đô Côn Minh được xây dựng từ những năm 1970, nằm trong khu vực mà các chuyên gia Liên Xô từng khẳng định là khu vực cấm đối với việc xây dựng đường sắt. Nhờ có tuyến đường sắt kéo dài này, nó đã mở ra một tuyến đường huyền thoại đến cao nguyên. Ngày nay, dọc theo tuyến đường sắt Thành Đô Côn Minh có một tuyến siêu đường cao tốc khác. Chỉ trong khoảng 11 giờ, ô tô có thể đi từ Thành Đô đến Côn Minh nhanh hơn 8 giờ so với đi tàu hỏa thông thường. Đây là đường cao tốc Bắc Kinh Côn Minh.
Đường cao tốc Bắc Kinh Côn Minh cũng đang gặp phải vấn đề leo dốc tương tự, đặc biệt là đoạn từ Nhã An đến Tây Sương có 51 km leo núi liên tục. Là đường cao tốc được thiết kế với tốc độ 80 km/h, quãng đường dốc dài như vậy sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ khi lái xe. Để giảm độ dốc, các kỹ sư đã thử xoắn ốc lên 2 lần liên tiếp. Đó là một cách thông minh để vượt qua các điều kiện địa chất của con đường và một cặp đường hầm xoắn ốc đôi độc đáo đã được xây dựng trên núi. Tuy nhiên, giữa hai hầm không phải là vùng đồng bằng để có thể trực tiếp xây dựng một con đường. Thay vào đó là một thung lũng sâu. Do đó, một cây cầu chọc trời đã mọc lên cao hơn 100 mét so với mặt đất. Đó là cây cầu gan 2G, trông nó giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc. Các trụ cao chót vót của cây cầu được làm bằng ống thép đổ đầy bê tông. Cấu trúc như vậy cho phép các trụ cầu giảm trọng lượng, đồng thời đạt được khả năng chống chịu động đất tuyệt vời. Trên con đường núi quanh co đặc biệt này, tài xế chỉ mất chưa đầy 20 phút để leo lên độ cao tương đương với chiều cao của tháp Thượng Hải và gần như trong suốt hành trình không hề có cảm giác như xe đang lên dốc. Ngoài ra, dọc tuyến đường còn có cầu La Bajin, đường hầm Nibasan, cầu sông Quán Anh và các dự án kết cấu hoàn chỉnh khác. Cuối cùng, đoạn khó khăn nhất của đường cao tốc Bắc Kinh - Côn Minh đã được khắc phục. Từ đó, lưu vực Tứ Xuyên vốn được bao quanh bởi núi này đã được kết nối hoàn toàn từ Nam tới Bắc. Nhưng ở vùng đất bên kia phía Tây lại đặc biệt hoang vắng. Không có tuyến đường sắt nào được xây dựng cho đến nay. Đó là con đường thiết yếu dẫn đến cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng. Ở đó, thứ con người phải đối mặt là những ngọn núi và thung lũng sâu của dãy núi Hoành Đoạn. Tây Tạng, thiên đường trong mơ của hàng triệu người, nhưng để xây dựng được con đường từ Tứ Xuyên đến đây, con người phải trải qua vô số thử thách. Để đến được Tây Tạng, người ta không chỉ phải vượt qua một ngọn núi, mà đó là một quần thể gồm 7 ngọn núi lớn và 6 con sông lớn, nhóm núi và hẻm núi dày đặc nhất thế giới, dãy núi Hoành Đoạn. Đó không phải là một cao nguyên bình thường, đó là cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng, nơi có độ cao trung bình trên 4.000 mét. Điều này có nghĩa là để xây dựng được con đường ở khu vực này, người ta cần những siêu đường hầm và những siêu cầu vững chắc hơn. Ở phía tây thành đô, núi Ơ Lang cao vút trời. Nó có độ cao chênh lệch gần 2.500 mét tính từ trên núi, là rào cản đầu tiên trên tuyến đường phía nam từ Tứ Xuyên đến Tây Tạng. Còn đây là con đường nổi tiếng ở Trung Quốc, quốc lộ 318. Tuy nhiên, trong gần 50 năm, quốc lộ 318 chỉ có thể vượt qua núi Ơ Lang với hơn 60 km đường núi quanh co. Phải đến khi đường hầm núi Ơ Lang dài 4 km được hoàn thành, lịch sử giao thông một chiều của đoạn đường này mới chấm dứt. Ngày nay, một đường hầm đường cao tốc dài 13,4 km, một lần nữa được xây dựng xuyên qua núi Ơ Lang. Lần đầu tiên, người Trung Quốc có thể xây dựng đường cao tốc ở vùng Khampa, Tây Tạng, đường cao tốc Gia Cang. Đây không chỉ là một đường hầm dài 13,4 km mà nó trải dài qua 13 đới đứt gãy địa chất. Việc xây dựng gặp rất nhiều khó khăn. Các công nhân chỉ có thể đào trung bình 3,6 mét mỗi ngày trong 5 năm để hoàn thành đường hầm này. Cuối cùng, đã vượt qua được dãy núi Ơ Lang nhưng họ lại gặp phải một dòng sông chảy xiết. Đây là sông Đại Độ, phía trên là cầu Lộ Định. Ngày nay, ở thượng nguồn cầu Lộ Định, một cây cầu lớn mới đã được xây dựng, cầu Sinh Cang. Để kết nối phần còn lại của đường cao tốc, cây cầu phải bắc nhì vào độ cao 200 mét so với mặt sông với chiều dài 1.100 mét. Nó dài gấp 11 lần chiều dài của cầu Lộ Định. Là một cây cầu treo, hai dây cáp chính ở hai bên được thiết kế để chịu trọng lượng của gần như toàn bộ cây cầu. Nhưng làm thế nào điều này có thể xảy ra? Khi nhìn sang bờ sông, chúng ta có thể phần nào thấy được câu trả lời. Bên phía Khang Định, dây cáp chính được cố định trong một cấu trúc bê tông khổng lồ, có trọng lượng trên 230.000 tấn để có thể giữ chắc dây cáp chính. Đó được gọi là neo trọng lực. Nhưng ở phía Nhã An, những ngọn núi vô cùng dốc, không có đủ không gian để đặt neo trọng lực khổng lồ. Vì lý do này, các kỹ sư đã chọn đào một đường hầm dài 159 mét bên trong núi. Vì vậy, neo trở thành một vít nở khổng lồ giữ chặt dây cáp chính vào trong núi. Và đây là neo hầm dài nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Những tổ hợp siêu đường hầm và siêu cầu kết hợp đang từng ngày hoàn thiện con đường đến Tây Tạng. Và hành trình từ Thành Đô đến Khang Định đã được rút ngắn từ 2 ngày xuống chỉ còn hơn 3 giờ.
Tuy nhiên, núi Ơ Lang và sông Đại Độ chỉ là thử thách đầu tiên. Xa hơn về phía Tây, có những hẻm núi cao hơn 5.000m so với mực nước biển, những con sông lớn với vách đá dựng đứng và khe núi sâu thẳm đang chờ được chinh phục. Chính vì thử thách như vậy, tuyến đường sắt Tứ Xuyên, Tây Tạng hiện đang được xây dựng, dự kiến sẽ mất hơn 10 năm để hoàn toàn xuyên qua dãy núi Hoành Đoạn. Và khi hoàn thành, đây chắc chắn sẽ là một kỳ quan trong lịch sử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Hitech Amazing.